Hello, chào mọi người, chào cả nhà ha. Cả nhà ơi, khỏe không? Hôm nay thì mình làm marble khói nha, màu hồng nha mấy anh chị. Thì mấy anh chị thấy trên tay mình đang có một bộ đeo rất là xinh, màu của mình cũng rất là xinh luôn. Thì màu của mình thì mình xin sử dụng màu 104 với lại màu số 006 ha mấy anh chị. Màu rất là xinh luôn nè. Đó, thì bây giờ là mình sẽ bắt đầu là mình đi nha. Và bên cạnh đó thì mình xin có sử dụng thêm một cái màu 141, thì chủ yếu là mình sẽ làm cái ngón này thì để cho cái kim tuyến của mình nó đẹp á, là mình xin sẽ chia sẻ cách luôn. Thì mấy anh chị thấy cái ombre của mình xinh không? Hello Brandy, hello cả nhà. Rồi cái ngón này thì mình xin sẽ làm ombre ha, ombre ngón này đó. Trước khi là mình đi, mình là finish xong cái ngón ombre này cái đó đó, mình để lên cuticle ha, giữ xong mình bắt đầu nhích bột xuống, mình chăm sóc cuticle cho nó mỏng xuống thôi. Đây, ôm hai bên, ôm hai bên ha, mình từ từ tháp bột của mình xuống nhẹ nhẹ nè, không tháp xuống rút nhẹ để cho cái ombre của mình nó xuống, nó loang, nó đẹp. Xong mình chăm sóc lại hai bên, và cái chỗ nào ombre mình vuốt đẹp rồi không vuốt nữa nha mấy anh chị. Mấy anh chị ơi, sẽ giúp Christine nha. Và hôm nay là mình ngày thứ hai của chương trình July for Sale. Lát nữa là Christine sẽ update tất cả những cái poster, những cái sản phẩm để cho mấy anh chị là mình tham khảo thêm. Hoặc mấy anh chị có thể lên lên trên website của mình nha, để mà mình tham khảo thêm rất là nhiều sản phẩm là mình sale. Và kim tuyến của mình sale tới 50% off lận mấy anh chị. Đó, rất là sáng nè. Và Christine mới về thêm cái collection là pastel. Lát nữa là mình sẽ dùng cái màu đó để mình vẽ cho mấy anh chị xem. Màu đẹp cực kỳ luôn. Màu đó thì set collection đó, tại vì mình làm 12 màu thôi, cho mấy anh chị là mình dễ mua. Đó, xinh không? Rất là xinh nha. Giờ mình sẽ trở lại cái phần mà ngón này. Thank you Leo Nguyễn ha. Màu rất là cân đúng không? Hôm nay thì mình qua một cái bộ nail là stiletto nha. Thì Christine rất là thích cái móng nhọn thực sự luôn. Đây cái style của mình ha. Mình rất là thích cái cái này. Và khi mà mình làm á, là Christine sẽ chọn crystal clear. Trên này là mình không có sử dụng màu trắng. Thì mấy chị thấy trên này nè, crystal clear 141 với là 006 nha. Và mình có thể sử dụng thêm một chút xíu kim tuyến nữa, thì trên này là mình sẽ đi cái màu clear trước. Đầu tiên á, trước khi đi nè, để cho nó đẹp thì mấy anh chị cho một chút xíu liquid, cho một chút xíu clear lên. Mình đang tạo cái phần critical chút nha, cho một chút xíu màu 06 141. Đây là hai cái màu rất là đẹp ở trong collection là 200 màu của mình. Và trên này thì mấy anh chị cho một chút xíu nhẹ nhẹ thôi, để cho nó có màu nè. Khi mà mình đi á, là cây cọ của mình không chạm vô mặt móng, và mình sẽ giữ xếp ở bên trong. Khi mà mình đi cái này là đi mỏng thôi mấy anh chị ha. Nhìn, thank you mọi người. Rồi, cho thêm một chút xíu crystal clear lên. Đó mấy anh chị, thì ở trong phần này của mình á, hôm nay thì mình đi theo vừa đi bột ha, mà mình vừa đi cái kia nữa nè mấy anh chị, đi lên đúng không nè. Đó, chỗ nào mình đi rồi mình không có đi nữa nha mấy anh chị, đi nhẹ nhẹ thôi. Xong đó, khi mà anh chị đi mà thấy thiếu thì mấy anh chị cứ mạnh dạn cho thêm một chút xíu, chỗ nào là mấy anh chị cho crystal clear lên xong đi nữa. Đó, thì mình sẽ ra cái phần mà marble tự nhiên của mình, tùy theo là mấy anh chị muốn đi như thế nào nha. Màu gì nhiều thì mấy anh chị cứ cho màu đó nhiều. Rồi, ở đây là mình sẽ cho tiếp tục crystal clear lên. Thì mình cho cục bự thì mình sẽ làm cho nó bự ra. Đó, cắt xuống hai bên, là khi mà xong rồi mình cắt xuống ha, để cho nó không có bị mất xếp. Lát nữa mình cover cho nó dễ. Và trong phần này lát nữa là mình có để kim tuyến, nên thành ra là anh chị là mình yên tâm. Chủ yếu là lát cover kim tuyến, mình cover, mình không có cover những cái đường đường marble của mình. Thì marble không có một cái hình dạng nào nhất định hết á, tùy theo là sở thích của mình thôi. Mình muốn đi như thế nào thì mình cứ đi cái phần bột của mình như vậy. Đó ha. Thì khi mà nó ra được những cái đường vinh đẹp rồi thì mình yên tâm. Đi số 8. Đi số 8 hả? Không, chị không có, chị ít khi đi số 8 lắm. Tùy theo là mấy anh chị đi, mọi người nó sẽ có một cái style đi. Rồi, xong hết ngón này, mình đi kim tuyến ha. Giờ mình đi qua ngón này trước, tại vì bên này còn một ngón nè. Còn mấy ngón này là mình đi xong rồi, mình để kim tuyến mình nè, mấy anh chị thấy không? Trong trong, rất là xinh. Rồi mình đi lại nha, mấy anh chị. Đi lại ngón này nè.
Khi mà mình làm cái này thì mấy anh chị là sử dụng gel powder hoặc crystal clear nha. Tại vì nó rất là trong thì mình làm nó mới đẹp. Ở trên này là hôm nay thì mình xin sử dụng là gel powder ha. Thì anh chị có thể là mua tại website và hiện tại của mình đang có off nữa, cho có chương trình off nữa. Thì những cái này là mấy anh chị xài không có bị vàng, không có bị vàng, mà nó đặc biệt nó vừa trong mà nó vừa dẻo nữa. Cái này lộn rồi, đi lại. Mình đang tưởng là mình đang đắp bột luôn á, không. Lấy gel powder lên, cho lên đây, cho lên, lấy cái màu nó lên đó. Mình thích cái màu tùy thích ha mấy chị. Thường thì mình không có tập trung cái màu nó đậm một chỗ quá, mình cho nó hơi có những cái đường vân giống vậy. Và khi mà cái đầu cọ của mình nó còn thì mấy chị đưa vô, chạm vô cái phần critical đó, mình chạm vô phần critical để cho phần critical của mình nó có màu thôi mấy chị, hai bên, để lát khi mà mình dũa là nó giống như không có bị mất xếp ha. Rất là đơn giản để mà mình làm nè, không khó nha mấy anh chị. Cái design này rất là dễ. Thử đi, mọi người cứ thử đi, mình tập nhiều là nó ok à. Không, nè khi mà mình xong hết mấy anh chị thấy trên này là mình có những cái đường vân mà marble của mình rất là tự nhiên. Rồi, để lên, để màu lên. Tùy theo là mấy anh chị là thích màu gì nhiều thì mình cho màu đó nhiều nha mấy anh chị ha. Cái này không có một cái gì đó hạn chế mình hết. Đó ha, đường marble lên nó đẹp nè. Và mình sẽ chừa một chút xíu clear đây, nên thành ra là mấy anh chị thấy là ở trên này là Christine cũng để những cái đường sẵn đó. Đó, rồi xong. Chăm sóc hai bên, không? Thì khi mà xong hết mấy anh chị thấy bột của mình nó mịn không? Nó mịn là nó tan giống vậy đó mấy anh chị thấy không? Nè. Rất là mịn nè, nên tại sao là khi mà làm 3D á, bột cái bông của mình rất là đẹp, nó không có bị hột hột. Tại bột của mình nó vừa đắp vừa dip nha mấy anh chị. Thì cái bột nó vừa đắp vừa dip thì nó cũng không giống như cái bột mà vừa đắp only. Tức vừa bột đắp only thì cái pigment mình của nó bự hơn. Mà bột vừa đắp vừa vừa dip á thì nó khó làm hơn cái bột đắp only. Đó, xinh không? Marble của mình rất là xinh nha. Xong hết thì mình sẽ dùng cũng ở đây luôn, thì mình sẽ dùng một chút xíu crystal clear nè. Rồi mấy anh chị cho cái phần kim tuyến lên. Lúc này đây thì mình thấy chỗ nào nó không có được đẹp mắt lắm thì mình sẽ che đó đi. Vấn đề không phải là nó không đẹp, mà là tại vì bắt buộc là khách mình đòi cái phần kim tuyến thì mình sẽ cho cái phần kim tuyến nó ly. Thì lúc đó thì mình sẽ chọn những cái địa điểm nào đó ha, để mà mình để vô cho nó phù hợp. Rồi ở đây nữa, chỗ này nó đẹp quá, không biết để chỗ nào cho nó hợp lý. Ok, để đây đi. Đây đẹp quá, khó chọn lắm. Không. Tại cái nào mình cũng muốn giữ hết. Đó, nên thành ra mình sẽ cho cái đường nhỏ dưới này. Thì trên này là mình không có sử dụng cái gì hết, mình sử dụng là gel lồ ha. Gel lồ xong mình cho thêm chút đồ lên, kim tuyến lên. Trời ơi xinh lắm luôn. Rồi bên này cũng vậy nữa. Bên này thì mình sẽ cho ở đây. Đó, mấy chị thấy cái màu đậm ở dưới này không? Không, cho lên đây để che một chút xíu cái màu ở đây này. Và khi mà mình làm cái này là cô Sinh đang sử dụng liquid chảy của công ty nha mấy anh chị, là cái liquid này rất là dẻo, mùi rất là nhẹ, làm cho bột của mình dẻo mà nó không bị màu tím nữa ha. Thì khi mà làm cái phần design này thì mấy anh chị mới bắt đầu tập á, thì không sử dụng liquid khô nhanh, tại vì liquid khô nhanh nó khô nhanh lắm, mình không có tụt thời gian để mà mình kéo đâu. Nên là ra mấy anh chị sẽ sử dụng liquid chảy nha. Thì anh chị có thể là mua tại website, tại hiện tại là liquid của mình cũng đang sale ha. Liquid của mình nó giá original tới 130 lận, và trong July 4 này sale thì mình còn có 104 thôi. Mình tranh thủ nha mấy anh chị, tại vì cái gì nó cũng có số lượng giới hạn thôi á. Đó, xài đi mấy anh chị, bảo đảm mấy anh chị sẽ thích cái liquid của mình nè. Đó là marble được đắp ombre cũng đẹp nữa, hồi nãy thì mình cũng làm cho mấy anh chị xem nè ha. Rồi kim tuyến của mình rất là sáng, thì trên đây là Christine đang sử dụng cái foam rất là thường thôi. Đó thì mấy anh chị cũng thấy đó, kim tuyến của mình chất lượng nó như thế nào rồi đúng không? Và kim tuyến của mình trên cái này, trên website thì nó cũng đang có chương trình là sale 50%. Phải không? 20%, nói lộn nha mấy anh chị, cho em nói lại. Rồi ở đây nè, nó hơi thiếu chút xíu thì mấy anh chị cho thêm chút xíu. Sale 20% cho cái kim tuyến nha. Và Christine mới về thêm một cái collection rất là xinh luôn mấy anh chị. Để Christine lát nữa là update lên cho mấy anh chị xem nha. Thì mình có thể là rắc, có thể là làm luôn. Nè. Đẹp dễ sợ. Bên này cũng vậy xong. Thì trong ngón này thì mình cũng mình á,
Ở đây thì xin sẽ đi cái phần kim tuyến ha. Đây, cho nó cao lên chút xíu để cho mấy anh chị dễ thấy nè. Chứ thấp quá thì xin cũng không có thấy được đường để làm nữa. Mình đi cái đây nha, mình đi cái màu này. Màu này thì mình sẽ đi cái phần critical, và trong cái phần critical này của mình á, mấy anh chị đi mỏng thôi, không có cần đi dày đâu ha. À, lấy lên mấy anh chị chờ chút xíu, mình để lên phần critical nè. Đi mỏng thôi, lát nữa là mình còn cover treo lồ lên nữa. Đó, mình tháp cho nó sâu xuống chút xíu ha. Xong đi kim tuyến lên. Đó, lúc nào mình cũng ưu tiên mình chăm sóc critical trước ha. Tại cái phần đó là lát nữa là mình chảy máy. Xong hết nè. Chờ chút xíu đi. Mình đi qua cái phần mà cái này ra. Để xong mình để kim tuyến lên luôn. Ngón này bột ít nè, mình đi ngón này nha. Đi khoảng là 70% thôi mấy anh chị. Khi mà cái bột chảy mấy anh chị đừng có bơm nước nhiều cho cây cọ của mình. Không, cái này là quỳ xin sử dụng hoàn toàn 100% liquid chảy ha. Cho mấy anh chị nè, thấy không, nó làm cho bột mình có nét dẻo ha. Còn khi mà mình sử dụng liquid khô nhanh, đúng rồi, nó sẽ khô nhanh, nó giúp cho mình nhanh, nó là một bộ process rất là nhanh. Nhưng mà kèm theo đó, thứ nhất là cái tốc độ của mình ha. Thì khi mà tốc độ của mình nó nhanh là một chuyện, nhưng mà nếu mà kỹ thuật của mình không có đúng á thì mình làm chấp vá nhiều, mất thời gian của mình. Nên ra trước khi là mình đi thì mình cái gì cũng cần cái phần kỹ thuật cho nó ổn định, cho nó vững đã, thì mình mới đi nhanh được và đẹp được ha. Còn không, nếu mà mình không thì mình đi nhanh thôi, nhưng mà nó chưa có đủ đẹp không, thì mình sẽ vững cái phần kỹ thuật trước đã. Rồi lấy nó ra, màu rất là xinh nha. Màu này nè mấy anh chị thấy nè, cưng lắm luôn. Cũng hiếm khi là quỳ xin làm một cái màu như vậy nha mấy anh chị, hiếm khi mà mình làm một màu lắm. Đa số thì mình sẽ làm những cái màu mix phối màu nhiều không à. Nhưng mà hôm nay cách yêu cầu cái này thì mình sẽ làm cái màu này, màu hồng dễ thương mà đúng không. Đó, cho cái chỗ đường nối cho nó mỏng chút ha. Mình cho bột nó xuống. Cái này hơi bị thiếu chút rồi, nhưng mà mình sẽ vuốt bột cho mình xuống tới phần đầu móng luôn. Lát nữa khi mà mình đi lại thêm cục thì mình cũng đi từ trên xuống dưới, thì như vậy thì cái mặt móng của mình nó sẽ mịn và mượt. Đó, mình cứ cho kéo xuống hết đi. Đó, mà nó không có đủ dày đúng không? Cho thêm cục nữa. Và lớp kế tiếp của mình thì tháng 7 là mình có một cái lớp là cơ bản. Ngày mấy vậy ta? Ngày 17, 18, 19, 20 tháng 7 ha. Và 4 ngày lớp cơ bản cho mấy anh chị mà chưa bao giờ đắp bột á, hay là mấy anh chị đắp lâu rồi nhưng mà đắp không hoài không được mà nó bị mất cơ bản luôn á, muốn học lại cơ bản, phần cơ bản cho nó vững á, thì mấy anh chị đăng ký lớp 4 ngày ha. 4 ngày thì mấy anh chị đăng ký qua số phone 7148049818 nha. Ngoài ra nữa thì tháng 7 thì quỳ xin cũng có một cái lớp ngày 24-25 tại Garden Row, thì lớp này là lớp nâng cao chuyên sâu. Thì tháng 8 nữa là quỳ xin mới có lớp từ cơ bản tới nâng cao nha. Thì quỳ xin sẽ update cái lịch của mình sớm, tại vì có nhiều anh chị đã đăng ký có lớp từ cơ bản tới nâng cao á, thì quỳ xin sẽ update cái lịch của mình sớm nhất có thể để cho mấy anh chị là mình có thể là tham khảo sớm và sắp xếp lịch của mình sớm. Rồi mình dùng crystal clear pha với kim tuyến nha mấy anh chị. Đẩy lên ha. Và ngày 25-26 này thì Quỳ Sinh sẽ có một cái show tại ABS Las Vegas. Thì hy vọng này Quỳ Sinh sẽ gặp gỡ anh chị, giao lưu, chia sẻ. Tại vì bên đó thì Quỳ Sinh đi để giới thiệu những cái sản phẩm của công ty mình ha, với các bạn trên trong nước và thế giới. Rồi, đẩy lên ha. Mình chăm chút giống vậy nè, cái này mình không có cần pha đâu mấy anh chị. Cái kim tuyến của mình thì rất là sáng, thì mấy anh chị không có cần pha, mình chưa khi nào pha xài tới đâu thì mình pha tới đó. Thì như vậy thì mình sẽ tiết kiệm được nhiều hơn và mình sẽ có nhiều space để mà mình để. Tại kim tuyến này mình đâu có cần nhiều đâu mấy anh chị. À, chị ở tiểu bang Cali nha mấy anh chị ơi. À, Christina đang ở Cali nha, là khu người Việt Nam Phúc Lộc Thọ đó.
gọi là khu người Việt á. Cái lớp học của mình cũng tổ chức tại đây luôn. Thì năm nay thì Quỳ Sinh chưa có plan nhiều để mà đi những cái tiểu bang khác, nhưng mà hứa là trong sang năm là mình sẽ đi nhiều. Nhưng mà đầu tiên là mình sẽ đi Sacramento và San Jose nha. Anh chị nào San Jose, Sacramento ha, là sắp tới là Quỳ Sinh sẽ có lớp tại hai thành phố của Cali luôn, hai thủ phủ California với lại San Jose. Thì Quỳ Sinh đang sắp xếp cái lịch của mình cho nó hợp lý, thì mình sẽ thông báo cho mấy anh chị sớm nha. Rồi, đợi lên. À, ở đây là mình đi hai cục ha. Trong mấy cái móng dài này á, là Quỳ Sinh hay đi ông rầy hai cục lắm. Anh chị nào mà đi một cục không được á, mình đi hai cục. Đó, đi hai cục thì nó thoải mái, thời gian cho mình hơn, với lại không có bị áp lực nhiều. Đó, xuống nè ha. Xong bắt đầu mấy anh chị vuốt nhẹ xuống. Đó, và khi đẹp rồi không vuốt nữa ha. Rồi qua ngón khác. Hello Thảo Xuân Trần, hello chị. Rồi, lấy thêm một cục ở đây. Ở đây thì mình có thể lên một cục tại vì nó cũng móng nhỏ ha. Lấy vừa thôi, nếu mà mình nhiều quá thì nó sẽ cover nhiều quá. Cho lên nè, giữ nó chút ha. Rồi nhích bột xuống. Lấy bột lên critical nè. Đồng thời nữa là mình lắc tay ha, trái phải trái phải trái phải. Đó, xong rút nhẹ xuống. Ôm hai bên ha. Những cái lớp mà Quỳ Sinh tổ chức á, là chủ yếu là đơn cơ bản cho mấy anh chị, để mà mấy anh chị vẫn về mình làm á, nó nhanh hơn. Đó ha. Còn về những cái phần nâng cao chuyên sâu á, anh chị mà muốn thêm những cái phần nâng cao giống vậy thì mình phải có đam mê trước. Đó, thì những cái lớp nâng cao chuyên sâu của mình nó chủ yếu là khơi dậy hay là giúp hỗ trợ cho mấy anh chị là mình biết cách làm sao để làm mình tạo ra một cái bộ nail theo ý mình muốn. Bố cục làm sao cho nó hài hòa ha, màu sắc làm sao cho nó hợp lý. Đó, và design ở đâu cho nó là thấy nó đẹp hơn. Nên thành ra khi mà mình có đam mê, mấy anh chị sẽ tự động là mình sẽ tìm kiếm cơ hội cho chính mình. Rồi, xong ha, chăm sóc critical nè. Không, chờ chút xíu nha, tại vì mình mới đẩy lên thôi nên thành ra bột của mình nó còn ướt lắm. Để cho nó khô chút đã rồi xong mình vuốt lại. Đó, vuốt lại nè, thấy sát critical góc bên này không? Đó, chăm sóc cái ha, để cho nó không có còn bám lên cái phần da của mình nữa ha. Bên này rất là sát nè, còn bên này hơi thiếu chút nè. Khi mà mình làm á, màu nu đang đắp là 104 nha, là 104. Này cho thêm chút ở đây này, mấy anh chị thấy không? Làm xong này mình tỉ mỉ chút, mình kiểm tra bên này luôn. Nó thiếu thì mình thêm vô. Rồi khi mà thêm vô thì nó lúc mà để vô nó chạy nè, chờ chút xíu ha. Lấy cái tay của mình nè ha, lấy tay này đẩy lên. Đó, mấy chị thấy đẩy không? Cái bột của mình nó đứng im tại đây thì nó sẽ không có bị chạy nữa. Nó sẽ dồn cho nó cao lên. Xong rồi đó bắt đầu mình lấy cái cọ của mình nè. Đó, mình ôm nó vô. Mình ôm nó vô giống vậy nè, thì nó sẽ có cái độ khơ, nó ôm vô cái móng thịt của người khách không? Nè, mình làm từ từ cho mấy chị thấy ha. Đó, ở trên này nè, thấy không? Là mình nó sát vô tới bên trong luôn chứ nó không bị thiếu. Đó, thì mấy anh chị làm vậy ha. Đây là một trong những cái mẹo thôi. Là Quỳ Sinh cũng thường xuyên là mình làm chia sẻ trên này. Đó, còn khi mà mình làm ombre nè. Trong trường hợp nha, mấy anh chị thấy mà nó hơi bị thiếu chút xíu là nó chưa có xuống tới cái vừa ý của mình á, là mấy anh chị có thể là thêm một chút xíu cục bột nhẹ nữa, vuốt nhẹ một chút xíu liquid nước. Xong lấy thêm một chút xíu bột nè ha. Mình đặt ngay ở đây, xong mấy anh chị tháp nó lên. Tháp nó lên ha. Đó, xong dồn nó xuống, xong mấy anh chị vuốt nhẹ xuống. Là cái âm rầy của mình nó được xuống sâu một chút xíu và cái mặt móng của mình nó cũng đều ha. Đó, rất là xinh luôn. À, khi mà xong phần này rồi thì mình sẽ qua cái phần đắp mặt móng, đắp bột. Đó, rất là xinh luôn mấy anh chị, cute lắm luôn. Rồi.
Mình qua cái phần cover nha. Cover nó cũng rất là quan trọng, nó sẽ hỗ trợ cho mấy anh chị là mình đắp không đều nè ha, cái độ dày không đủ nè, nó sẽ giúp cho mình là làm sao để cho nó lát nữa ra mình có một cái bộ men mình không có phần vụ nhiều. Tại vì khi mà thực tế khi mà làm cho trên cái, nếu mà gặp những cái khách mà nó làm mỏng hay là khâu đình á, hay là người ta không có muốn dày á, thì mình đâu có cần đắp dày đâu mấy anh chị. Đắp xong cái là nó mượt rồi, mình vụ xếp xong rồi mình chạy máy thôi, nó cũng ok nha. Cái này đẩy đã không, nó bị đổ. Cô xài hôm nay cô xài cây cọ số 14 luôn nha, cây cọ số 14 nè. Thì mọi người hay thấy là mình hay xài này, lúc nào là cô Sinh cũng giữ cái cây xếp ở đây hết. Khi mà mình xài cây cọ cũng là một trong những cái mình ha, khi mà mình xài bất cứ cái gì của mình cũng phải bảo quản hết nha, thì nó mới ở và last long cho mình hết. Hai ngón này có một cái mẹo nữa, khi mà anh chị xài trước khi mình đắp kim, trước khi mình đắp top lên, lên mấy chị cho hơi đèn chút, sơn một ít top lên cái chỗ kim tuyến để cho nó bóng thôi chứ không có gì đó. Đó, cho một chút xíu top lên cái kim tuyến để cho nó shiny nha. Nó rất là bóng rồi nhưng mà mình muốn cho nó bóng hơn nữa, đây là một trong những cái mẹo thôi đó, để mà cho cái bộ nail của mình nó hài hòa, nó đẹp. Cái này là mình thấy thầy Sang làm, thầy Sang rất là hay chia sẻ trên live đó, thì là thầy Sang hay làm cái cách này nên thành ra là mình thấy rất là hay, và trên này là mình cũng chia sẻ lại luôn nha. Cảm ơn chị là mình biết cách để mà mình làm cho cái kim tuyến của mình nó sáng thêm. Bình thường nó đã sáng rồi nhưng mà mình muốn cho nó hài hòa perfect thêm thì mình thêm vô. Hello Đình Tiến, hai em khỏe không? Đúng rồi, mẹo này cũng lâu rồi nhưng mà cũng hay chia sẻ lắm. Nhưng mà thì mình gặp lúc nào là mình sẽ chia sẻ lại lúc đó, tại vì không có phải là ngày nào cũng làm tay kim tuyến hết á. Và khi khô rồi thì mình sẽ đắp cái phần giống như ngón này nè ha, tùy theo là cái ngón của mình. Ngón mà làm ombre á là cái độ dày của nó cũng vừa đủ rồi, nên thành ra là mình sẽ cover là một chút xíu thôi chứ không có cần nhiều ha. Trước khi cover clear, nếu mà trên cái mặt móng của mình nó khô giống vậy thì mấy anh chị nên vước một chút xíu nước lên. Đây cây cọ đây nha, cây cọ nè, cán Roscoe này rất là dễ thương. Lý do tại sao là mình dùng cái cây này, tại vì cái cây này đôi lúc nó dơ á mấy anh chị. Tại vì tôi xin biết nè, cây này là custom nha mấy anh chị, cái thân này là custom chứ không có giống ai hết. Mấy anh chị thấy là cái thân của nó lớn không? Đó, xin tức custom nó lớn. Khi cái này là mình chùi acetone nè mấy anh chị. Chùi acetone. Cái chữ này mấy anh chị chùi được luôn nha. Lý do tại sao biết không? Cái chữ là xin cắt laser. Mình cho cắt laser và cái này là mình làm bằng nè, khi mà anh chị dơ mình chùi acetone nó sạch, nó không có bị mất cái màu. Nên tại sao là xin là quyết định là mình đổi cái thân cỏ để cho nó sạch sẽ mấy anh chị. Đó, nên thành ra là mình quyết định là mình đổi cái đó. Nó rất là dễ xài mấy anh chị, mà nó sạch nữa ha. Đó có nhiều cái ưu điểm lắm để mà mình quyết định là mình đổi cái thân cỏ thôi. Còn cái lông cỏ mình vẫn giữ giống vậy nha. Cái cây này của mình nó là custom, cái thân là mình là custom chứ mình không có phải là giống ai hết á. Nên thành ra mấy anh chị cầm cái cây cỏ của mình là nó biết nó khác liền. Rồi, vuốt nhẹ nè ha. Vuốt nhẹ xuống hai bên. Cái này là mình vuốt mỏng thôi, tại vì cái phần này ngón này cũng đủ rồi ha, đủ để cover. Mình cover cái này đi. Thank you em nha, mọi người vẫn khỏe em. Rồi ngón này thì mình sẽ cover nó hơi dài chút, tại vì nó mới có một lớp mỏng mà. Nên là ra mình cover cho nó đủ độ dày. Thì nếu mà anh chị đi một cục không được thì mình đi hai cục ha. Đó, thì đây Kristen đi ngón này hai cục đi. Trước khi mấy anh chị cover crystal clear ở trên cái mặt design hay là mặt móng ombre thì mấy anh chị cho một chút xíu nước lên. Đây là cái mẹo để cho lúc nào là mấy anh chị sẽ không có bị trắng trắng, tại vì đôi lúc mấy anh chị vuốt chậm quá hay là xài liquid khô nhanh á, chưa vuốt được tới cái phần đầu móng nữa, nó đã hết, nó đã khô rồi, thành ra nó sẽ tạo nên những cái đường trắng. Đúng không? Tại nó khô rồi, lớp bề ngoài của cái bột khô rồi nó có bám nữa đâu. Đó, vuốt cho nó đều ha.
hai bên. Mình chờ chút xíu, bột nó cũng đang hơi chảy chút xíu nè. Và những cái bột basic của mình, clear, crystal clear, châu lộ powder, shop white, hay là những cái màu nude của mình cũng đang on sale, nhưng mấy anh chị cũng đang sale tại cho July 4. Đây là cái đợt đầu tiên khi mà mình sale tại công ty. Một năm thì mình sale đúng 3 lần thôi mấy anh chị, July 4, Thanksgiving và Christmas. Đây là những cái lời lớn, rất là lớn ở trên tại nước Mỹ. Rồi cuticle ha, mình chăm sóc nè. Khi mà xong rồi mình chăm sóc cuticle ha, để bột lên. Tại cái cuticle của mình nó cũng không cần dài. Nên ra mình vẫn đẩy, nhưng mà mình sẽ lấy bột xuống, thấy không? Mình đẩy lên thôi nhưng mà mình lại lô nó xuống lại, để cho cái phần mặt móng của mình nó mượt á mấy anh chị. Rồi nhúc nhẹ xuống. Vuốt nhẹ xuống. Đó, chỗ này tay mình nó bị rồi. Mình sẽ vuốt cho cái mặt móng mịn trước đã, lát mình fill chỗ này sau. Rồi mình thêm nó vô nè. Rồi, món này. Món này thì mình sẽ cover từ trên xuống dưới. Mình cover một cục bột thôi ha. Tùy theo mấy anh chị. Đó, trên live thì Quỳ Xin làm cái này cái kia để cho mấy anh chị thấy là mình có nhiều cách để làm. Mình thích cách nào thì mình cứ đi cách đó. Thì khi mà mình cover một cục giống vậy thì mình sẽ lấy bột nhiều hơn bình thường ha. Khi mà mình cover hai cục thì mình sẽ lấy bột ít hơn. Vậy thôi. Đó, vừa xong để lên đây. Nhẹ nhàng ôm hai bên, đầu móng mình không có cho nó dày hai bên ha. Đó, mình cũng không cần dày lắm, vừa đủ thôi. Để khi mà mình vuốt xếp á, thì nó sẽ có độ nhuận tuyệt đối cho mình. Xong mình lấy ra. Ôm hai bên. Ngón này ngón lớn thì mình đi hai cục. Nào mấy anh chị thấy bột dẻo không? Bột rất là dẻo nha. Hôm nay thì xin sử dụng châu lộ powder để làm cái design này. Và sử dụng những cái màu trong collection là 200. Và cái collection của mình đang có giá rất là good deal cho July 4. Thì giá bữa giờ là chưa bao giờ sale ha. Thì July 4 năm nay thì cái giá của mình á là còn 2770, còn có 2600 thôi. Cho một set 3-in-1 matching nha mấy anh chị. Thì matching của mình là 85% trở lên. Ôm hai bên. Móng dài quá. Đó, vuốt xa chút. Và khi mà mình vuốt mặt móng thì không có cần điểm tựa. Bên này hơi thiếu chút xíu nè, mình cho chút xíu lên đây. Cái này mình đi theo dạng refill.
xuống. Vuốt nước lên trên mặt móng á hả, nếu mà anh chị nào đi nhanh nó không nhất thiết làm đâu nha, nhưng mà kỳ cuộc sinh lúc nào cũng chọn phương án an toàn hết á, cho nó quen tay ha, lỡ trong trường hợp nó bị tháo ra mệt lắm đó, vuốt vậy thì nó an toàn cho mình. Tại mình đang cover mà ha, mình đâu có muốn đâu cho nó trắng trắng bị trắng đâu, lỡ mà hả mình đi khô chậm quá thì sao, đúng không? Hơi chú tay người cái xuống nè, để lên, đẩy bột lên cuticle ha, bột rất là dẻo, rồi hai bên này là mấy anh chị làm móng ngắn cũng được nha. Tại vì khách mình làm móng dài thôi, nhưng mà thấy mình làm cái gì cũng được, tại vì marble rất là dễ. Chủ yếu là mình chia sẻ cái phần mà mấy anh chị làm cái phần marble á, cái ngón marble á. Màu gì cũng được luôn, khi mà mình làm cái kiểu design này màu gì cũng được nha mấy anh chị. Hello team, hai Nguyễn Điệp. Hai em, mọi người khỏe không? Đúng rồi, lâu ngày quá rồi. Mà Quy Sinh cũng hay làm live nè. Chắc là team là hơi bị mất tích rồi đó. Rồi, ở trên này mấy anh chị là Quy Sinh có cái cũng có cái trang YouTube riêng của mình ha. Thì có tên của công ty là CLM Official. Ngoài ra nữa thì trên YouTube cũng có rất là nhiều kênh, có những cái video của Christine đó, thì anh chị có thể là đi lên xem, mình search là Christine thôi nếu mà anh chị nào muốn xem thêm. Tại vì YouTube thì mấy anh chị sẽ dễ kiếm hơn, còn trên Facebook đôi lúc thì có rất là nhiều video của Christine nó bị mất rồi, nên thành ra nó không có còn lưu trữ nữa. Thì anh chị nào thích cái nào thì mình cứ thể là lưu lại ha. Còn đôi lúc thì cô xin kiếm không ra luôn, tại vì mình không biết là không nhớ được mình đã làm bao nhiêu cái like hết á. Nên anh chị là nhanh gọn lẹ là mình có thể là tham khảo thêm những cái like của cô xin ở trên YouTube nha. Thì hiện tại là có rất là nhiều kênh, thì anh chị có thể là thấy cái nào thì mình xem cái đó, muốn cái nào thì mấy anh chị cứ tìm cái đó. Rất là dễ và dễ dàng cho mấy anh chị luôn. Và trên này nè, mấy anh chị thương á, cô xin nó cho mình cái sao nha. Thì mấy anh chị thấy không đó, thì mấy anh chị cho Christine một cái sao nha, để trong khi mà mình làm á thì nó được sẽ được phổ biến rộng rãi hơn. Nó chỉ cần đủ 50 sao thôi là được rồi. Mấy anh chị trong này mọi người cho em một cái sao thôi là em cảm ơn rất là nhiều luôn nha. Đẩy lên ha, đẩy lên. Ở đây thiếu chút nè, đẩy nó vô. Cái này mình đi hai cục nè mấy anh chị. Khi mà nó chảy giống vậy đúng không? Mình đẩy mạnh chút nha. Tại vì khi đẩy mạnh chút xíu là nó đẩy chảy về hai bên giống vậy rồi, nó còn đang chảy nên thành ra nó sẽ chảy. Đó. Nên mấy anh chị là đẩy mạnh chút xíu để cho nó vô phần chính giữa nhiều hơn. Và lúc bột á nó còn đang ướt á, mình chờ chút xíu. Ướt quá mình vuốt thì nó cũng bị mất bột. Xong hết rồi.
Xanh. À, màu này là màu số 6 nha. Màu số 6. Màu số 6 với 141. Màu số 6 với lại 141 nha. Đây hai cái màu nha mấy anh chị. Rồi cái màu ở trên đây là 104. Rồi cái màu clear mà mình đang xài gọi là gel low powder hôm nay. Đây có tên gọi là gel low powder. Hello Helen, khỏe không em? Tháng 8 gặp em tại California đúng không? Rồi. Rồi sau khi xài xong, mấy anh chị giữ cỏ nè. Đó, lấy một chút xíu liquid. Đây ha. Mình để cái cây cỏ của mình xuống, mình xòe giống như hình cánh quạt nè mấy anh chị. Đó, xòe giống như hình cánh quạt, mình không cần biết nó có dính hay không, mình cứ rửa lại cái nước sạch giống vậy. Đó, ha. Thì như vậy là khi mà cái cây cỏ của mình nó sạch giống vậy thì nó sẽ không có bị dính bột. Và khi xong hết mấy anh chị muốn tạo xếp mình vuốt giống vậy nè, ha. Vuốt giống vậy thì tất nhiên nó bè mà. Nếu mà mình không có muốn bè thì sao? Mình lấy cái tay của mình vuốt vô. Đó, mình vuốt vô giống vậy. Muốn vô túm hơn nữa thì mình túm hơn nữa, tùy theo là mấy anh chị tạo xếp thì nó sẽ ra giống vậy nè, đúng không? Tại mình vuốt nè, mình vuốt giống vậy thì mình vuốt hết cho cái nước mình tạo xếp cho nó không có ở trong này, nó không có mập mập, thấy không? Đó, cho nó vậy. Hồi xưa mình ta hay làm vậy nè, xong cũng không có vuốt lên thì nó cứ bè giống cánh quạt vậy đó. Còn bây giờ thời nay thì mình vuốt vô lại cho nó tém tém lại ha. Thì lúc nào cây cọ của mình cũng giữ xếp giống vậy hết á thì mấy anh chị xài nó sẽ bền lâu hơn, nó sẽ last ngon hơn cho mình, không? Tùy theo là mỗi người mỗi sở thích thôi. Ở trong này á, khi mà anh chị làm á, lúc nào cái cỏ của mình cũng phải sạch, giữ cỏ, kiểu mà mình làm phải giữ cỏ chứ. Làm mà mình đắp bột mà mình không giữ cỏ, bột nó bám hết vô cái cây cỏ của mình thì tất nhiên nó đâu có sạch đâu, không? Cái gì nó cũng vậy hết, muốn cho nó bền lâu và muốn cho nó tốt mình xài thì mình phải giữ cỏ, mình phải giữ cho nó, giữ gìn thì nó mới tốt được. Rồi. À, khi mà xong hết thì mình sẽ vuốt cái phần under móng. Thì trên này là mình có hai cách. Một là mình sẽ dùng cái cây V1, hai là mình sẽ dùng cái cây V3. Cây V1 của mình thì đôi lúc thì mấy anh chị hay đắp bột á, mà nó vô hai bên khóe đây nè, thì mình sẽ dùng cái cây này. Đây là cái cây này ha. Cây này là mình có thể là vuốt ở dưới hoặc là mình vuốt cái cò luôn, rất là stunning. À, thì anh chị nào mà đi á thì ở dưới khóe móng hai bên góc này nè, nó bên dính thì mấy anh chị dùng cái cây V1 để mà mình đi vô cái góc khóe nha. Còn Christine thì không có dính vô nên thành ra mình sẽ dùng cái cây V2 thôi để mình xử lý cái chỗ này trước. Và đặc biệt nữa là cái máy này là Christine, trên tay Christine đang có cái máy dụa Unify ha. Cái giá của nó đang on sale cho July 4 của mình á là tới còn 200 đồng thôi. Đó, giá gốc của nó là 320. Mà máy này là made in Korea. Thì trên này thì mấy anh chị thấy không, Christine bật rất là mạnh. Máy rất là mạnh mà không có tiếng ồn nha. Tay cầm rất là dễ nha, tay cầm rất là nhẹ nhàng. Đó, bật rất là nhanh. Thì mấy anh chị thấy tốc độ khi mà mình chạy không? Rất là nhanh mà không hề nghe tiếng ồn. Nên là anh chị nào mà đang tìm kiếm một cái máy để em một dũa cho nó bền lâu đi chung với mình mỗi ngày thì mấy anh chị là cái máy này là cái sự lựa chọn cho mấy anh chị. Tại vì tôi xin đi đâu cũng xài cái máy này mà hơn 2 năm rồi. Máy này đời đi chung với mình hơn 2 năm rồi nha. Đó, mỗi lần thì mấy anh chị là anh chị nào mà tới demo show thì thấy có thì xin có cái máy á, mà thì xin cũng dũa hầu như mỗi ngày chứ. Rất là mạnh, máy này mạnh lắm mà nó rất là êm. Em ơi là em luôn. Mà khi mà anh chị mua cái máy này được 1 năm bảo hành từ chính hãng nha mấy anh chị. Từ chính hãng, ở trong đó, ở trong cái hộp hôm bữa là mình làm live có chia sẻ cho mấy anh chị đó. Giữ lại cái receipt ha. Bảo hành 1 năm. Đó, nếu mà lỗi do cái máy móc của mình thì tất cả những cái gì nó cũng vậy hết. Đó, thì nó có bảo hành cho mình, nhưng mà bảo hành thì tùy theo cái thời gian và tùy theo cái nguyên nhân của mình ha. Xong. Vụ xếp nè. Lấy tay của mình ha. Đó, đè nhẹ nó xuống. Đè nhẹ nó xuống nè. Tại khi mà mình đắp á, là hai bên nó đỡ dính da, nó sạch sẽ thì mình vũa nó dễ hơn.
Nếu mà anh chị nào mới thì mình nên xử lý ngay cái chỗ đường nối trước trước khi là mình đi thẳng. Tại vì khi mà đường thẳng của mình đó là nó đa số nó ngay từ cái điểm này nè, nó sẽ trở xuống tới đầu móc. Còn nếu mà mình đi quen thì mấy chị trực tiếp đi lên luôn, còn không mấy chị xử lý ngay cái chỗ đường nối cho em trước đã. Nè, đường nối thì khi mà mình xử lý thẳng là nó sẽ đi chung với cái thân móng thịt của mình. Thấy không? Nó thẳng là nó hoàn toàn nó không có dính dáng gì trong này, thì mấy chị thấy cái góc tam giác của mình đây không? Đó là mình đi thẳng ha, nè. Mình đi thẳng như vậy, chuẩn bị cái cây cỏ đó phủi cho nó sạch. Đây, mấy chị thấy nó different không? Đó là mình đã đi thẳng cái phần mặt móng của mình rồi đó. Ngay cái chỗ mà dán móng, giữa móng thịt móng giả đó, đi thẳng. Đó, hai bên. Nên tại sao khi mà đắp bột á, hạn chế hai bên nó bị dày. Không, dày quá mình cũng để cái cây dũa lên mình đánh như vậy nè. Để cho nó mỏng bớt thì tay, để cái phần thân móng của nó phải ôm vô cái móng thịt của mình. Rồi khi mà đã xong cái phần thân móng rồi, bắt đầu của móng thịt rồi, xong cái phần móng thịt với lại cái chỗ dán móng rồi, mình để cái cây dũa của mình là nghiêng 45 độ nè. Mấy anh chị dũa ngay cái chỗ phần đầu móng lên tới cái chỗ mà đường nối giữa dán móng mà nó thẳng ra, đầu móng mà nó thẳng tới đường dán móng là nó ngừng nha. Ngừng nè. Đó, đi nè. Mình dũa thẳng trước ha. Tại hai bên là xin đắp bộ này không phải là dày lắm, cũng không có khơ nhiều nha. Hơi vừa vừa thôi, hơi nhẹ nhẹ thôi. Tại cách mình nó không muốn khơ, không muốn dày. Đó, khi mà nó đã thẳng rồi, bắt đầu là mình sẽ ôm vô. Ôm giống vậy này để cho hai bên nó lại lên. Không, nó ôm theo cái phần móng. Và khi mà mình dũa rồi, bắt đầu đưa cây dũa mình thẳng lại. Đó, thẳng lại thì mấy chị thấy là nó đã thẳng với cái phần ở trên này của mình ha. Nó đã thẳng với cái phần mà móng thịt của mình. Còn nếu mà anh chị nào đi quen rồi thì mấy chị sẽ xử lý ngay từ đầu luôn, từ trên xuống dưới luôn. Còn anh chị nào chưa quen, mình thêm một bước nữa thì nó sẽ an toàn hơn cho mình. Đây, nghiêng 45 độ này, dũa từ cái đầu móng đi lên tới chỗ này. Mấy chị thấy cái nứt này ở đây không? Nó không thẳng không? Nó chỉ được cái phần thân móng thẳng thôi. Thì mấy chị sẽ dũa phần dưới này đi lên. Đó, nghiêng 45 độ giống vậy nè. Đó, mình dũa phần dưới cho nó thẳng. Và khi mà mình thấy nó thẳng ở phần dưới rồi, không, mình mới dừng. Tại vì trên thẳng, cơ dưới cũng phải thẳng. Nè, cho nó thẳng trước đã không? Thì khi mà nó ra một cái đường thẳng giống vậy nè, thì mấy chị dần xong đưa cái cây, tay người khách nằm trên một cái mặt phẳng lại, xong đưa cái cây dũa thẳng lại từ trên xuống nè. Lúc này đây thì mình mới xử lý ở trên thẳng. Hồi nãy mới xử lý dưới à, đi phần trên. Và móng dài quá là những cái ngón này của mình đó, nó phải làm việc luôn nha. Nó phải làm việc luôn. Không, giữ chặt nó, để cho nó không có bị rung á. Mình dũa tay khách không có bị đau nữa. Và khi xong nè, bắt đầu nằm cái cây dũa lên ha. Cầm nè, anh chị móng dài quá thì cầm để ý nha. Cái chỗ này nó hơi đâm mình đau, mình cầm dài chút. Đó, mình nằm lên cái phần mặt móng. Hai bên nè, mình đánh cho nó xuống cho nó có độ ôm khơ á mấy chị. Đó, hai bên nè, mình đánh xuống giống vậy. Bên này cũng vậy. Không, mình cho hai bên nó khơ xuống thì nó sẽ có cái độ tròn nhẹ nhàng đi lên ở phần chính giữa. Đó, khi xong rồi, ở đây nó còn nè. Đó, dũa tiếp ha, dũa cho nó thẳng tới khi nào mình cảm thấy là mình hài lòng, mình nó thẳng rồi. Nhưng mà với điều kiện là ngay cái chỗ đường nối giữa móng thịt móng giả, mình không có cho nó bị gãy nha. Tại vì chỗ đó gãy cái là coi như cái móng của mình nó dễ gãy lắm. Hiếm khi nào mà khách mà nó gãy đây lắm. Đa số là gãy ngay cái chỗ mà đường nối giữa móng thịt móng giả đó. Rồi xong, khi mà xong hết, điều chỉnh lại cái phần đầu móng. Tại vì khách muốn nhọn nhất có thể mà mấy anh chị, đúng không? Nè, chỉnh lại hai bên. Hai bên cho nó ra cái 100% nhọn theo ý khách nè. Trời ơi, xinh quá ha. Thế là mình đã xong một móng. Đó, rồi qua ngón tiếp theo. Cũng y chang vậy luôn mấy anh chị. Không, dụ ngay cái chỗ đường nối nè, cho nó thẳng trước đã. Nên tại sao là ngay cái chỗ này mình ít khi là mình đắp cho nó dài. Mình đắp vừa thôi, cho nó dễ lát, mình khỏi cần ôm nhiều. Được phần nào hay phần đó ha.
Cái form móng của mình á, thường đa số thì mình đi theo dạng thẳng nha mấy chị. Nó không có dày lắm, mình thì không có làm dày nhiều, tại vì khách đa số của mình là không có yêu cầu dày. Nó chỉ cần nhọn thôi, với lại nó thon và độ dày của nó vừa đủ. Trời xinh quá. Đó, mấy anh chị thấy nè, rất là nhọn nha. Đó, nhọn tuyệt đối của mình, hai bên thẳng ha. Đầu móng của mình cũng phải ngay cái điểm tâm nữa. Đó, dụ ngay cái chỗ này nè. Cái cầm nắm của mình cũng rất là quan trọng nha mấy anh chị ha. Cái tay mà mấy anh chị mà mới bắt đầu tập á, có nhiều anh chị tới lớp học của mình á, là mấy anh chị cầm nắm tay không có cầm, không có giữ móng thiệt của khách. Không, nếu mà mình giũ dưới này, ngón tay cái của mình phải giữ chặt móng thiệt móng giả nè, không để cho tay khách nó không có đau thôi, chứ không có gì hết á. Và móng dài quá mình để giống vậy tay khách giũ đau đúng không, ngón này của mình nè sẽ đỡ dưới nữa ha. Tuy là đỡ thôi nhưng mà mình đâu có giũ vô tay của mình đâu mấy anh chị. Không, giữ chặt móng vậy thì tay khách bị được ôm hết rồi, không có đau. Rồi, qua bên này. Qua bên này của mình dụ dưới, nhưng mà những cái ngón này của mình cũng làm việc nè. Không, làm việc hết nè. Rồi, khi xong. Đó, dụ cho nó hai bên nó nhọn nè. Dụ xong hết ha, mình coi xoay ngược lên, mình coi cái độ nhọn của nó có vừa ý mình chưa, nó có nhọn tuyệt đối chưa. Tại vì khách này thì thích nhọn tuyệt đối luôn. Đào của Sim có những cái khách ruột á là rất là thích nhọn. Lúc nào hầu như lùng nào là không thấy làm xếp khác, chỉ có móng nhọn thôi. Tại đeo quen á mấy anh chị, khi mà cái gì mình đeo quen cái gì đó thì mình rất là muốn mình quen cái đó rồi thì mình sử dụng nó rất là dễ. Mình cho cây dũa nằm mà hai bên này thì mình đánh xuống để cho nó có độ khơi tròn, bên này mình cũng đánh xuống, chính giữa thì mình kéo ra, không chính giữa thì mình kéo ra giống vậy nè mấy anh chị. Nên tại sao khi mà mình đi ở đầu móng của mình đó là cục sinh cũng ít khi cho dày, vừa thôi. Thì đa số thì mấy anh chị thấy đó, những cái khách mà của cục sinh nó thích làm mỏng đúng không, thì trong tiệm thì mấy anh chị cũng hay gặp những khách giống vậy. Thì có nhiều khách thích làm dày, có nhiều khách thích làm rất là mỏng. Đúng rồi, hai Tony Hoàng, đúng rồi em. CL nha mấy anh chị. Rồi, nhìn vô. Rồi bên này nghiêng vô ha, 45 độ dụ từ đầu móng đi vô nè, ngay cái chỗ đường nối nè. Đó, khi mà thẳng dần nha, không có dụ nữa tại hồi nãy mình xử lý cái khúc này rồi. Còn chị nào đi quen thì mình xử lý ngay từ đầu luôn ha. Nên tới khi mà mình làm ombre mình nên cover một chút xíu trên mặt móng ombre nè, để lỡ trong trường hợp á mình dụ á là nó không có mất cái màu phần ombre của mình. Rồi bên này cũng vậy. Xong một bên rồi, tiếp tục qua bên này. Lát nữa là mình sẽ qua cái phần chạy máy nha, mình đi một lần luôn.
hôm nay cái máy đỡ ha, không bị mà không có bị mất không có bị mất focus. Ví dụ từ đầu móng đi vô ngay cái chỗ đường nối nè, tới cái chỗ đường nối dần nha. Cái này mình nghiêng 45 độ nha, chứ không có thẳng nha. Thẳng là như vậy nè mấy anh chị. Còn đây hiện tại mình đang vuỗ phần dưới thôi. Vuỗ phần dưới đừng có ghì vô cái chỗ ngay cái chỗ đường nối đây mấy anh chị. Mình vuỗ từ đầu móng đi vô nè. Đó, khi mà nó thẳng ở tới đó mình dừng, không đi nữa nha. Đi nữa là nó bị lẹm vô ngay cái chỗ đường nối, nó bị gãy đó. Hai bên thì mình đánh xuống, bên này đánh xuống, còn không mấy anh chị đi giống vậy nè, đi giống vậy nhưng mà thì không cần, thì anh chị nào đi quen nào mình đi đó, đó còn mình đi quen giống vậy, đó đánh cho hai bên xuống, xong chính giữa đánh ra, xong chỉnh lại phần đầu móc. Khi mà mình đi thì mình có step rõ ràng thì mấy anh chị đi phần nào ra phần đó như vậy, thì tự động là mọi thứ nó liên kết chung với nhau. Mình đắp sạch sẽ như vậy thì khi mà mình vuỗ nó đỡ dơ, nó đỡ dơ cho mình và mình cũng không có mất sức nhiều. Vuỗ đầu móng nè, đúng rồi, chỗ này là loại mới nha, loại mới nhà em. Mình có hai loại luôn, cái kia là 80-100, còn cái này 80-80 thôi, tùy theo là khách ha. 80-100 thì màu vàng, còn 80-80 thì là màu trắng. Mới về đó, mới về không bao lâu. Không, chỗ này dụ cho nó thẳng nè mấy chị. Đó, đưa cái dụ vô. Tại đầu tiên mình phải xử lý ngay cái chỗ đường nối đó. Rồi qua bên này. Không, mình xử lý xong nè, chưa được nữa thì mình xử lý thêm lại. Khi mà mình đánh trên cái phần mặt móng, mấy anh chị đi dứt khoát nha, mình không từ từ giống vậy, mình đi nhanh luôn nè, đi nhanh luôn, ra sức một chút xíu nha mấy anh chị. Khi mà mình sử dụng cái cây dũa thì mình phải ra sức một chút xíu thì nó mới nhanh được. Tức là mình ma sát ở trên cái phần mặt móng cho mạnh vô. Đó, tự động khi mà nó thẳng, nó bằng cái là nó đẹp, cái là tự nhiên mấy anh chị thấy nó đều liền à. Mấy cái vết xước của mình nó đều liền à. Nó thẳng ở phần dưới nè. Rồi bên này cũng vậy. Mấy anh chị ơi share giúp em nha, tại vì mọi người rất là nhiều luôn. Khi mà vũ hai bên thẳng nè, bắt đầu đưa cái cây vũ xuống nè. Mấy anh chị cầm cho nó chắc chút ha, cầm cho nó chắc chút ha. Rồi xong mấy anh chị để xuống. Xong mình cà xuống giống vậy nè. Đó, cà xuống giống vậy, mấy anh chị thấy đi nhanh không? Rồi bên này cũng vậy nữa, cà cho nó mạnh vô nè. Khi mà móng dài này, những cái ngón tay của mình, ngón này thì có trách nhiệm là giữ móng thiệt móng dạ, những cái ngón này mình giữ dưới, đánh xuống chính giữa, kéo thẳng ra.
Khi xong hết, vũ lại cái phần thân móng từ trong ra ngoài, từ trong ra ngoài luôn. Đó, nghiêng nè ha. Vũ đầu móng cho nó nhọn. Nhọn là mình cho nhọn hết nha. Nhọn là mình sẽ cho nhọn hết luôn. Nhọn đều. À, rất là xinh luôn. Thích cái nhọn này lắm. Rồi, vụ ngay chỗ đường nối nè. Không, tại hồi nãy cứ ngay chỗ đường nối mình đắp rất là tới. Vừa tới thôi, không muốn bị dày lắm. Rồi hai bên móng thiệt cũng vậy ha, thì nó sẽ tiết kiệm được thời gian rất là nhiều. Còn nếu mà mình đắp hai bên này mập á, khi mà vụ xong cái là nhìn vẫn mập, nhìn đây vẫn bự ha, tại vì nó dài thì nhìn cái thân móng của người ta bự. Đó, thế là mình đã sửa xong cái phần xếp. Giờ mình qua cái phần chạy máy ha. Chạy máy thì đầu tiên, nếu mà anh chị nào mà đi cái mặt móng mà mình bị vô ghê á đúng rồi, đĩa ốc thì dễ dễ kiếm đó, nhưng mà làm nước chấm khó, tại mình không biết làm nước chấm ăn ốc phải có nước chấm rồi ăn ốc thì dễ đó, lấy bột quấy quấy vài con ốc lên nước chấm, không biết lấy gì làm rồi xong ha, mình dùng cái cây bi truy. Nếu mà anh chị nào mình đắp bột á, hay là mình dũa chưa có kỹ, thì mấy anh chị có thể là sử dụng cái cây bi truy này để mà mình làm cho cái mặt móng của mình nó bằng phẳng trước, trước khi là mình đi cái cây SS, đúng không? Nè, rất là đơn giản luôn. Mà cái phần critical đây, nếu mà anh chị nào mà mình đắp dày nè, thì mình cũng sử dụng cái cây này được luôn nha mấy anh chị. Đó, mình đắp, mình dũa cho nó mỏng xuống, tại vì khi mà cái đầu của mình là nó sát phần critical của mình á, mình không phải là chạy critical, nhưng mà mình sẽ dũa cho nó mỏng xuống, cho nó đều lại ha, trước khi là mình đi qua cái phần mà cây XF của mình. Cây XF của mình nó có tác dụng là làm sạch và mịn ha, không có tác dụng phá bột. Nên thành ra anh chị mà dùng phá bột nó lâu, nên trước khi mình đi thì mấy anh chị sử dụng cái cây bi truy này. Thường thì đa số những cái màu mà Christina design giống vậy thì mình mới cần dùng cái cây bi truy thôi. Còn ngoài ra nếu mà mình đắp một màu hay là mình đắp mỏng cho móng ngắn thì mình không cần, tại vì mình cũng đắp mỏng rồi. Còn khi mà mình đi cái cây này là mình để cho nó an toàn, để cho nó lát nữa khi mà mình chạy lên á thì nó sẽ nhanh hơn, nó giúp cho mình làm cho nó nhanh hơn. Mình chạy ngay chỗ này nè mấy anh chị. Rồi, critical lát nữa là Christine sẽ chia sẻ từng cái cây dũa. Nhưng mà thường khi mà Christine dũa cái này xong là mình không có đi cây XF đâu. Mình đi thường khi mà mình dũa sống này là mình đi XF luôn nha. Nhưng mà hôm nay thì mình sẽ dũa bằng cái cây V1 để cho mấy anh chị thấy cái tác dụng của cái cây dũa của mình nó như thế nào. Anh chị thích đi cái nào cũng được hết trơn á. Mấy anh chị mà đi mà critical của mình á, mấy anh chị sợ thì mấy anh chị đi cái cây V1 giùm em nữa nha. Nếu mà critical của mình nó cao và nó dày, nó có độ sâu á, mình đưa vô không được á, cây XF hay là cây V2 đi vô không được á, thì mấy anh chị sẽ dùng cái cây V1 để mà mình đưa vô sát vô cái phần critical, sau đó mình cho cái độ lại nó lên. Đó, thì lát nữa là mình sẽ làm cho mấy anh chị xem. Đầu tiên xử lý cái phần này trước đã. Cây BQ là không thể thiếu với mình ha. Với lại cây XF, nó giúp cho mình phá bột phá treo nhẹ trên cái phần mặt móng của mình á, thì rất là dễ cho mình, tiết kiệm được thời gian nữa. Sống này thì mình sẽ sử dụng lại cây V1. Thì bình thường làm xong cái này là mình sẽ đi cây XF thôi. Cây này thì nó hỗ trợ cho mấy chị nào mà sợ. Đó, rồi mình đi lại cây này nè. Mà đi cây này thường khi em đi xong cái cây V1 là Christine cũng đi lại cái XF để chắc chắn là 100% là critical của mình nó sạch ha. Cây này đi là cũng sạch ở đó mấy anh chị. Nè, khi mà mình đi cái này á là đồng thời nữa là mình có cái độ tròn luôn mấy anh chị. Nè,
Đó, mình đi rất là sát vô, tại vì cái đầu của nó đã có thiết kế là nó tròn giống vậy rồi, nên thành ra mấy anh chị đi vô rất là an toàn cho mình ha. Đi nhẹ thôi nè, đi nhẹ thôi mấy anh chị, đi cho nó lên. Xong mấy anh chị thấy không, đi xong cái là mấy anh chị có cái độ sâu phần critical luôn, tức là độ sâu nó nằm xuống ha, độ sâu nó nằm xuống. Thì mình nhìn trên màn hình thì mấy anh chị thấy cái độ có độ sâu xuống không? Tại vì sao dụ phần critical, đồng thời nó sợi dụ chỗ này cho nó mỏng, cho nó lại lên nữa, nên thành ra mấy anh chị sẽ thấy cái độ critical nó sâu. Nè, cái này là mình đi critical thôi nha, không có đi mặt móng. Còn mấy anh chị mà chạy mặt móng thì nó hơi lâu chút. Cái này đi critical với lại dù under móng là perfect. Cái này là không thể thiếu luôn mấy anh chị, xài đã lắm. Nhưng mà mình có cái này cái kia tùy trường hợp của móng ha, tùy trường hợp tay khách và tùy trường hợp cái bộ nail nữa. Đôi lúc thì mình cần thì mình có để xài thôi. Nếu mà mình gọi là chuyên á, thì mình cầm cái gì vô thì mấy anh chị cũng đều xài được hết. Còn đây là Christine giới thiệu cho những anh chị nào mà mình cần hỗ trợ bằng những cái đầu dụ của mình, tùy cái trường hợp. Tại vì đôi lúc thì mình đắp bộ đẹp bộ không, đúng không? Bộ không đẹp thì sao, mình vẫn phải có cái dụng cụ để hỗ trợ cho mình chứ. Hoặc là mình cũng biết cắt chứ ha, biết cắt rồi nhưng mà không có dụng cụ thì nó cũng không được. Nên thành ra cây này cũng không thể thiếu nha mấy anh chị ơi. Cây này thì nó cũng đang, những cái đầu dụ của mình cũng đang sale, thì mỗi cái cây của mình nó được sale 2 đồng cây. Cây XF của mình cũng vậy nha mấy anh chị. Cây V1, V2 đều giống nhau ha, chỉ khác cái răng chút xíu thôi, nhưng mà cách sử dụng của mình nó giống nhau, tùy theo là mấy anh chị thích cái nào. Nhưng mà thường Christine đang dùng cái cây này là cây V1, thì mấy anh chị thấy tác dụng trực tiếp ở trên này của mình, dụ rất là sướng và rất là sạch, critical là nó có độ sâu nữa. Rồi xong hết là đẹp lắm, rồi so stunning luôn mấy anh chị. Nè, rất là sạch ha mấy anh chị, rất là sạch luôn ha, nó có độ sâu giống vậy cho mình nè. Đó, khi mà xong cái phần này rồi là Christine sẽ đi lại cái cây XF. Đấy, cây XF là cái câu khâu cuối cùng không thể thiếu của mình. Đó là Christine tự tin với cái cây. Cái cây này sẽ làm cho cái critical của mình nó sạch. Rồi, chạy. Chứ thật sự là không có dụng cụ thì mình đâu có hỗ trợ được cho mình đâu. Để lên ha. Nè, hồi nãy mình vũ sạch rồi, bây giờ thì mình chỉ lượm lại thôi. Đó, không rồi xong mình cứ chạy hết cái phần critical trước đi, lát nữa là mình sẽ chuyển chế độ cho nó nhanh hơn để mà mình chạy cái phần mặt móng. Đó, mình chăm sóc phần critical trước cho nó mỏng và cho nó sạch cái đã. Rồi ngón này đi này, đi sướng lắm anh chị, đi sát vô phần critical thì anh chị nào xài rồi mấy anh chị biết ha. Đó, chứ không có tác dụng phá bột nha mấy anh chị. Phá bột là mình dùng cái cây khác, mà mình dùng cái cây này phá bột nữa tới khi nào nó mới xong. Đúng không? Mỗi cái cây dũa nó đều có tác dụng riêng, xài không có đúng tác dụng của nó, xài không đúng đúng thì tất nhiên là nó sẽ không có đưa được hiệu quả tuyệt đối được. Dạ. Đó, ở trên này ha, critical.
Rồi, bình này. Dụ cho cái chỗ này nó lại trước nha. Tại vì chỗ này thì mình cũng đi vừa vừa thôi. Hai bên nó cũng phải ôm vô cái móng thiệt. Không, ngón hồi nãy là mình đắp nè. Mấy chị thấy không, là cái xin đi rất là sát vô hai bên hông. Tức là mình đắp vô móng thiệt của khách thôi, chứ không phải là leo lên da tay người khách. Móng người ta tới đâu thì mình đắp tới đó thôi ha. Rồi hai bên cũng vậy. Nè, ha, ngón nào cũng vậy hết. Là mình đắp sát vô luôn á. Đó, mình dụ cũng sát luôn á mấy chị. Dụ sát nhưng mà nó mỏng, không phải là nó dày nha. Tại vì ngay từ lúc đầu khi mà mình đắp bột á, đã rồi. Đó, mấy anh chị nào chưa tự tin về cái phần đắp bột của mình á, hay là dụ xếp chạy máy, đó, thì mấy anh chị đăng ký lớp em ha. Mấy anh chị cần tư vấn gọi qua số phone 714-804-9818 nha. Và mỗi tháng là cô Sinh đều có mở lớp tại Garden Row. Garden Row thuộc về California, nằm ngay trong khu gọi là Phước Lộc Thọ, cùng khu người Việt đó mấy anh chị. Đó mấy anh chị, nếu mà ở xa thì mình có thể kết hợp nha. Tại vì có một số tiểu bang là cô Sinh không biết là mình có đi tới không, có đủ thời gian để đi tới không. Nhưng mà mấy anh chị muốn mình học đó, thì mình có thể là về đây chơi, kết hợp chung với là mình tham gia lớp của cô Sinh luôn nha. Thì anh chị có thể tham khảo thêm những cái lớp của mình qua số phone 714-804-9818. Đó, thì cô Sinh có mở lớp mỗi tháng và cô Sinh có mở lớp online cho cái phần cơ bản nữa. Thì học online thì mấy anh chị cũng biết rồi, mình cố gắng, mình phải chính bản thân mình phải cố gắng tới 90%. Đó, lý do tại vì á, mình học nhưng mà mình thực hiện không đúng, thao tác mình không có đúng thì nó sẽ không có đưa ra được cái kết quả như mình mong muốn được. Thì cái đó là cái giải pháp để cho anh chị là mình không có thời gian để đi, hay là mình không sắp xếp được, hay là cái chỗ của mình không có. Còn nếu mà anh chị nào sắp xếp được, mình học trực tiếp vẫn hay hơn, đúng không? Mình sai có gì thì thầy cô sẽ hướng dẫn cho mấy anh chị là mình chỉnh sửa, thay đổi, bảo đảm học xong lớp của mình là mấy anh chị sẽ về là thay đổi liền. Về là mình thấy mình thay đổi liền luôn á mấy anh chị. Khi mà mình chạy dài nè, móng dài quá mình kéo xuống ha, lực của mình đều nhau. Và khi chạy máy dũa là mình cần có điểm tựa cho cái cây dũa của mình. Hồi nãy là mình chạy cuticle mình chạy nhẹ rồi, còn khi mà qua cái phần mặt móng thì mình sẽ tăng tốc nó lên và mình sẽ chạy nhanh hơn ha. Mấy anh chị thấy không, cái cây dũa của mình đi tới đâu là cái phần mặt móng của mình nó mượt tới đó nè. Đó, thì hai cái khung trời khác nhau liền ha mấy chị. Đó, thì cái cây dũa của mình á, không phải là thần thánh gì, nhưng mà nó sẽ hỗ trợ cho được rất là nhiều anh chị tự tin hơn về cái phần dũa của mình nha. Cây đầu dũa này, dũa là nó sẽ đẹp thật luôn. Đó, rất là nhiều khách xài và review rất là good, gọi là 9 trên 10 á mấy anh chị. 9 trên 10 là cái đầu dũa này, là mấy anh chị biết là cái hiệu suất của cái đầu dũa này nó như thế nào rồi đó. Rất là tốt và mọi người mua chia sẻ nhau để mà xài cho nó an toàn, cho nó đẹp. Mình chị thấy mệt không? Đi một đường thôi là nó đã mệt rồi. Hello, hello mọi người. Hello nên thay đổi, hello cả nhà. Hồi nãy là cô Sinh mê dũa quá nên là chưa kịp say hi tất cả anh chị ha. Thì cô Sinh say hi mọi người nha. Thì bộ nail của mình là cũng gần xong. Đó, thế mình chị thấy không? Đi nè, một đường thôi, mặt móng mệt liền. Mệt không mệt là hồi nãy mình cài trên da thì mấy chị cũng thấy rồi đó. Xong hết, chỉnh lại cái phần shape đầu móng trước khi là mình buffer cho rửa tay nha. Tại cái phần đó rất là quan trọng, tại vì đôi lúc khi mà mình chạy máy đó thì nó sẽ bị lẹm phần nào đó, thì mình sẽ chỉnh lại cho nó đẹp trước đã. Xong rồi bộ nail này là mình sẽ sơn top nha mấy chị. Bộ nail đơn giản thôi, đớt rất là đơn giản ha.
sơn thấp xong rồi mình sẽ kết thúc cái line này để cho mấy anh chị thấy là cái bộ nail là mình đã hoàn thành nó sẽ ra như thế nào. Xong mình sẽ chở qua cái phần mà sơn thấp lên trên tay người khách này. Rồi xong mình quay trở về nha. Bây giờ bắt đầu là mình sẽ sơn thóp nè. Khi mà sơn thóp á, đối với những cái móng dài giống vậy mình không biết là mấy anh chị sơn sao, thì khi mà mình vội thì tất nhiên là mình sẽ sơn rất là gì. Nhưng mà đối với Christine đó là mình thích, đối với những cái móng dài giống vậy thì mình rất là chăm chút luôn. Và khi mà làm xong mấy anh chị thấy nó sạch không? Rất là sạch ha, trên da tay người khách mọi thứ rất là sạch sẽ luôn. Rồi mình cái cách của mình sơn nó sẽ là như vậy. Thường thì mấy anh chị thấy là không thay đổi khi mà mình sơn bất cứ gì đó, mình sơn từng ngón không à ha, mình sơn từng ngón không à. Rồi đầu tiên mình sơn ngón này đi đây ha, từ trên này sơn xuống nó bóng chưa, rất là bóng này, mấy anh chị thấy trên này rất là bóng nha. Rồi hai bên sơn từ cuticle xuống hai bên đó, xong hết vuốt xếp nhẹ hai bên xong cho vô máy. Lý do tại vì á, mình không có muốn mất xếp mấy anh chị. Rồi xong khi mà sơn ngón kia để vô máy thì Christine sẽ chở qua cái ngón này, không chở qua ngón này rồi thì cuticle và sơn mỏng thôi, không có cần sơn dày mấy anh chị thấy không. Mình kéo này, mình đè cái gel của mình nó mỏng xuống thôi, không đè mỏng xuống xong á mình lướt lên cái mặt móng, lướt nhẹ lại từ trên xuống dưới cho nó đều. Khi xong hết nè, vuốt nhẹ hai bên, không vuốt nhẹ hai bên giống vậy để cho nó không bị mất xếp mấy anh chị. Xong rồi bắt đầu mình để vô máy, chứ là một bộ nail mà mất xếp nó uổng không. Rồi xong cho vô, chứ mình không có cần đi dài nha mấy anh chị. Và khi mà mình đi vô tất nhiên mình sơn một ngón giống vậy thì tốc độ mà móng dài giống vậy thì nó còn khoảng là 15 giây không, mới xong một ngón thì mình cứ lấy ra nè, trên xuống cuticle hai bên không, chứ mình không có phải là mình nhanh mình vội xong mà hạ thóp của mình nó dày chỗ dày chỗ mỏng xong nó tràn tùm lum hết. Rồi em sấy đổi tay đó thì mình khoảng là 20 giây là như vậy ha, mỗi ngón giống vậy 20 giây đỡ phải là sơn xong năm ngón lát chỉnh lại cái nhìn đi nhìn lại rồi xong quét thêm vài cái nữa không. Cái này đi từng ngón, mỗi ngón là nó hoàn chỉnh luôn. Nên thành ra mỗi người nó sẽ có một cách đi riêng nha. Cái này đối với cái móng dài là Christine sẽ sơn như vậy đó. Còn đối với những cái móng ngắn thì mình đi khoảng là 3 ngón một lần đó. Nên thành ra khi mà mình làm xong ít khi là bị mất xếp lắm. Cho dù mình có sơn mét top coat đi nữa, nếu mà mình đi không đúng, đi dài, xếp chảy, cái gel chảy thì nó vẫn mất xếp như thường ha.
Đó, rất là bóng nha mấy anh chị, sắc bờ bóng. Rồi inside lấy ra sơn tiếp ngón này, không mình quét là quét từ cuticle đi xuống này mấy anh chị, cuticle mình đâu là mình quét tới đó nè. Rồi rồi hai bên, hai bên không không bị mất shape nè ha, quét như vậy là không bị mất shape nè. Rồi inside giờ treo của mình không có bị chèn, không bị chỗ dày mỏng bóng nữa không, tại vì khi mà mình muốn cho nó bóng, super bóng hơn, đầu tiên mình sẽ xử lý mặt móng làm sao cho nó mượt, cho nó mịn, xong rồi buffer nữa ha, thì mình sẽ xử lý bằng cái step. Thì khi mà mấy anh chị thấy là mình chạy cái cây đó không, chạy cái cây đó là cái mặt móng của mình nó mịn lắm luôn mấy anh chị nè, không mấy anh chị thấy không, mịn lắm luôn, mặt móng càng mịn thì mình sơn top càng bóng. Đó, thấp khúc của mình rất là bóng nha mấy anh chị. Ok, inside. Thank you mọi người. Có nha, đâu có mặt móng mịn, thấp khúc mình vẫn bám nha, bình thường. Đó, bình thường, thấp khúc mình bám mà. Đâu có phải là không bám đâu, nhưng mà mình quan trọng là cái cách mà mình làm thôi. Đó, là xưa giờ là cô Sinh vẫn làm giống vậy. Thầy Sang vẫn làm giống vậy, vẫn bám như thường ha. Last long áp dụng cho tiệm luôn. Còn khi mà nó chốc á, mình phải coi lại nguyên nhân nó như thế nào. Dạ có là chị Lan Nền Nguyễn, em có mở lớp dạy nha. Tháng 7 này thì em sẽ có lớp là cơ bản 17, 18, 19, 20 tại Garden Row. Và cũng trong cái tháng này của mình á, thì em sẽ có lớp là mình thiết kế một cái bộ nail cho khách đó. Thì khi mà khách đem tới những cái tấm hình là đơn giản rồi mấy anh chị, là mình nhìn vô hình là mình biết làm rồi ha. Còn khi mà khách đó đưa ra một cái ID cho mình thì mình làm sao để làm cho nó hài hòa không, thì cái đó là mình cần phối màu nè, cần bố cục nè, làm sao cho cái bộ nail của mình đó, nó hài hòa, nó hợp lý thì nó sẽ ra một cái bộ nail dễ thương. Ok, thank you mọi người rất là nhiều nha. Đây là cái bộ nail là của Sinh đã hoàn thành xong. Thank you mọi người rất là nhiều đã theo dõi cái like của mình, và hẹn gặp anh chị trong những cái like tiếp theo của mình. Nhớ follow em qua Christine Lâm nha mấy anh chị, và YouTube của em là Silem Official. Ngoài ra nữa thì anh chị có thể tìm kiếm thêm của em những cái like tại YouTube, mình có thể là search tên Christine Lâm là nó ra rất là nhiều luôn. Và chương trình July for Sale của mình, đây là ngày thứ hai thì nó sẽ kết thúc vào ngày tháng 7, ngày 5. Thank you mọi người rất là nhiều nha. Anh chị order qua số 0714804-8688, 714804-9288 nha. Và những location của mình, location của mình đó là tại địa chỉ 7495 Anaconda Garden Road 92841 nha. Và location thứ hai của mình tại địa chỉ là 9872 Westminster Sushi nha, Garden Road 92844. Thank you mọi người rất là nhiều luôn, và chúc cả nhà một ngày vui vẻ. Hẹn gặp anh chị trong những cái live tiếp theo của mình. Bye bye.